Bạn đi trước, bạn đi sau, mỗi người lên một tí. Rồi, bạn được cái gì của Chúa? Thì cha là con là Maria Nguyễn Thị Lệ, con là Hải Phòng. Năm nay con 77 tuổi, con ung thư 21 năm nay rồi. Năm ngoái con nghe thích tin là trong Cha Long chữa được nhiều người khỏi bệnh, thì con với cháu con vào đây, thì bệnh viện đã trả con về rồi. Con mổ 6 lần rồi, 2 lần ung thư dạ dày, con mổ 6 lần rồi, con nhồi máu nhồi lên não 2 lần rồi. Hiện nay là di căn là toàn bộ lõi tạng. Thì năm ngoái con vào đây, Chúa đã cứu cho con sống. Con đi bằng lạng, con nằm dưới ghế giường gấp 10 tháng. Vào đây là đi bằng lạng và nằm trên giường gấp 10 ngày. 10 tháng. Đến bây giờ con không phải nằm giường gấp nữa, nhưng vừa rồi Chúa lại thử thách con. Hallelujah. Đây một người 77 tuổi mà bị ung thư di căn toàn bộ. Năm ngoái vào đây phải chống lại và phải nằm giường 7 tháng, còn 10 tháng mà hôm nay đã đi được thoải mái đến đây để làm chứng cho Chúa. Xin Chúa. Gần nhất là cách đây 1 tháng rưỡi, con lại tái phạm lại, bệnh viện cho con làm 20 ngày, xong giới thiệu con lên bệnh viện Trung ương để trị xạ lần thứ hai, thì con không đi nữa. Thì bắt con ký biên bản, không sợ về trễ để bắt đền bệnh viện. Thì con nói rằng là tôi ký. Thế bác sĩ bảo con là bà bệnh của bà nó có trời mà chữa. Thì con bảo mừng, tôi đi với trời đây. Đấy, thì con về được 15 ngày, con mua vé máy bay mà con dẫn 4-3 người nữa cùng giáo sứ con để vào đây mắt thấy tai nghe. Và ở đây đã thật là tin tưởng và tin thác. Bây giờ Chúa đã chữa cho con. Đến hôm nay con vào với trời đây, con vào với Chúa đây để Chúa cứu con, để con sống thêm những ngày, con tin thác vào Chúa cho đến chết. Hallelujah. Đây vào với trời đây, vào với Chúa đây, nó có dời cứu mày thì dời cứu đây, và tin thác vào Chúa để không còn xào xuyến. Mời bạn, để chốt.